cái bẩn quá, cái nó dơ quá. Đấy, đây mình tắm cái cây bằng bi á mọi người. Hết rồi, cái gì đây? Đi, đi tắm sạch lắm mọi người. Rồi, mình vô tắm nha. Mình vô mình tắm nha. Rồi. Mình vô mình tắm cho mát nha. Mình chỉ tắm cho kem bằng bi á, tắm bằng bi á. Đây. Còn bữa tay hả kia. Tắm rửa cho kem mát rồi đây. Kem uống sữa nha. Tắm rửa mát rồi uống sữa nha. Nằm xuống. Nằm xuống uống sữa nha. Vỗ đầu lên. Kem uống sữa giỏi quá. Chị tắm cho kem rồi. Rồi giờ kem uống sữa. Sạch sẽ rồi uống sữa. Uống sữa đi ra. Tục tưng uống sữa mà. Tục tưng uống sữa phải không? Nó mẹ nó tập trung ăn chữ á. Tập trung tắm rửa xong tập trung bán rồi tập trung ăn chữ đấy. Tập trung của chị đấy. Con của chị đấy. Không uống nữa hả? Em không uống sữa nữa phải không? No chưa? Không uống sữa nằm tay phải không? Không mình sữa nữa phải không? Một tay hả? À, kem
cho nhỏ một tay hả Ken?